Thì theo mình thì nếu như là cái chẩn đoán khi mà em bé mới sinh ấy là một cái ngạt, và sau khi mà điều trị 10 ngày em bé ra viện và với tình trạng như là Thúy vừa chia sẻ, thì tôi cũng có phải nói là nếu một cháu bé ngạt và với cái tuổi hiện tại bây giờ là 4 tháng, với phát triển về mặt tinh thần cũng như là vận động mà em vừa chia sẻ, thì có thể nói là mình cũng làm cái đáng mừng. Tôi cũng có thể nói rằng là với một em bé ngạt mà phát triển được như thế thì em bé phát triển tương đối là phù hợp với lại cái tuổi. Còn tất nhiên là để chẩn đoán chính xác thì mình phải đến khám. Bởi vì tất cả những cháu ngạt chúng tôi thường theo dõi em bé, và nếu như có vấn đề gì đó trong quá trình theo dõi cần phải can thiệp thì chúng tôi sẽ can thiệp ngay. Thế còn vấn đề ra mồ hôi rồi ngủ khó, nó cũng có thể liên quan đến vấn đề của một cái tình trạng rối loạn thần kinh thực vật của cái ngạt, nhưng nó cũng có thể là một đứa trẻ mà bị còi xương chẳng hạn. Còi xương là chúng ta thấy là cái việc ngủ khó rồi là ra mồ hôi trộm, và cái thể lực của em bé thì vì không nói là bây giờ cháu lên được bao nhiêu cân, nhưng mà cũng rất là nhiều em bé bụ bẫm, rất là bụ bẫm. Vì những cháu bé này thường là mình rất là chăm chút rồi rất là tập trung về dinh dưỡng, nhiều khi là nếu mà bụ quá thì có thể lại cũng lại bị còi xương, và nếu mà còi xương thì cái vận động của nó cũng sẽ ảnh hưởng. Thế vì vậy cho nên là lời khuyên tốt nhất là cháu nên cho em bé đến bệnh viện và kiểm tra. Thế và đặc biệt là để theo dõi xem là đây có phải là cái vấn đề liên quan đến ngạt hoặc có di chứng của ngạt hay không, thì bây giờ các cái theo các cái việc mà đánh giá phát triển về tinh thần vận động của cháu bé, rồi cũng như là các cái phương tiện như là chụp cộng hưởng từ để xem có cái vấn đề gì về mặt não bộ hay không, cho nên là nên đưa cháu đến bệnh viện để khám và có được những chẩn đoán chính xác cho mình đỡ phải lo lắng. Thank you.